Đây là những cái tiệm á cả nhà. Tối rồi cho nên họ đóng cửa hết á. Khu này là khu toàn là treo lồng đèn không. Không khí Tết ở Malaysia, Tết của China, Tết của người Trung Quốc. Ở đây hơi kẹt xe cả nhà ơi. Đây khách du lịch lại nhiều. Hello cả nhà, xin chào cả nhà đến với kênh Thúy Malaysia. Hôm nay mình đi khu phố cổ cả nhà. Khu phố này á thì mình cũng có quay cho cả nhà xem hết một lần, nhưng mà lúc đó là mình quay cho cả nhà là sáng, còn bây giờ tối rồi đó cả nhà. Với lại ở đây Tết rồi đó cho nên không khí ở đây nó đẹp và náo nhiệt hơn á cả nhà. Chồng của mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Khu phố này đông người du lịch lắm cả nhà. Mình sợ, nói chung là cả nhà đi có đi khu phố cổ Malaysia này á, nếu như đi giấc tối á, thì cả nhà tốt nhất đừng có đem vỏ sách theo. Cũng sợ móc túi lại bị cướp, bị giật vỏ sách đó cả nhà, cho nên tốt nhất là mình không có đem vỏ sách theo nè. Mình không có đem vỏ sách, ngoài ra cái trừ ra học mình không có đem gì hết á, trừ cái điện thoại ra chứ không có đem cái gì hết á. Mình nói chung là mình an toàn là trên hết ha cả nhà ha. Đây mình sẽ quay cho cả nhà, đây mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Không khí những ngày Tết mà ở Malacca, ở Mã Lưu Chè, ở khu phố đỏ ở Malaysia cho cả nhà xem nha. Đây những vàng người ta bán đó cả nhà. Đây là bánh sầu riêng, đặc sản của Malaysia. Trái sầu riêng là đặc sản của Malaysia đó cả nhà. Đây là rất là đông người luôn. Đây là kem cây, kem ống đó cả nhà. Kem ống ở Việt Nam mình cũng có rồi đó. Đây là dừa, dừa mà họ nạo ra. Còn cái trong không á, nước cũng có rồi đó. Cái ly đó là kem dừa luôn á cả nhà. Hồi nãy là họ múa kem, họ múa dừa đó cả nhà. Họ nạo ra rồi cái họ biểu diễn cho mình xem á. Người dân rất là đông đúc luôn. Tấp nập. Rất là đông luôn. Đây là những gian hàng bán đồ ăn vặt cho mình đó cả nhà. Khu này là khu phố ăn vặt. Còn đây là họ vẽ lên cái tay của mình á, vẽ hoa. Cái này là phong tục của người Ấn Độ á cả nhà. Họ vẽ đẹp cực kỳ luôn, nhưng mà vẽ cái này là lâu trôi lắm, lâu dữ lắm mấy chốc. Còn đây là quầy bán đồ ăn vặt, xúc xích nè,
lạp xưởng đồ á. À, 3 cây 3 loại 10 đồng. 10 đồng là 55 ngàn tiền Việt Nam. Loại nào cũng được hết á, 3 loại 10 đồng. Mà mình mua cái nhà mình cảm thấy ăn nó cũng không có ngon bằng. Đây là xúc xích tươi với cả nhà. Đây là món ăn vặt đường phố. Còn đây là trứng trứng kẹp với cái gì chiên đó. Đây. 3 cây 10 đồng. 10 đồng là 55 ngàn tiền Việt. Đèn nhiều màu sắc đẹp quá ha. Ừ, cái chú này đứng là cả nhà đứng chụp hình, mình lại chụp hình là bỏ 2 đồng. 2 đồng là 11 ngàn tiền Việt. Bánh này là bánh, hình như là bánh, mình cũng không biết bạn kêu bằng gì nữa, nhưng mà nó bằng bột á cả nhà, dẻo dẻo đông đúc quá ha. Đây là biểu diễn dừa đó cả nhà. Rất là đông người lại xem luôn. À, cái quầy này á là bán một trái 6 đồng là có biểu diễn á cả nhà. Hình như trái nó bự hơn nữa, một trái 6 đồng. 6 đồng là khoảng 40 mấy ngàn tiền Việt á. Cái ly trắng trắng đó là ly kem dừa luôn cả nhà, ăn ngon cực kỳ luôn. À, kem nó làm từ dừa, à, từ cái dừa, còn nước nước á, siro ở dưới á, đá bào ở dưới là nó làm từ nước dừa, ngon cực kỳ. Đây họ mà họ cách họ nạo trái dừa ra cho mình á cả nhà xem nè ha. Họ múa dừa, hồi hồi mướn hồi cái trái dừa nó bể ra đó, nó xịt nước nó bung ra, mấy người kia cười quá trời cười luôn. Tại vì ở đây hơi ồn á cho nên mình tắt tắt nhạc, ý tắt tiếng rồi cho nên mình ghi âm ồn lắm. À, bây giờ Tết rồi đó. À, ở đâu cũng có nhạc hết á, xuân nhạc Tết rồi đó. Đây họ đang múa đó cả nhà. À, cái anh này á, họ mặc ảnh mặc đồ như vậy là mặc đồ truyền thống của người Malaysia đó cả nhà. Đồ truyền thống của Nam ở Malaysia đó. Ừ, múa nặng hồi nha. Bể ra phun túa túa tung vô người ta luôn. Mà ai cũng cười hết trơn, ai cũng vui hết. Quay đâu kịp đâu, thấy nhanh quá quay đâu kịp. Đây, mình đợi. Còn đây là trái dừa á cả nhà, hồi nãy mình mua đó, mình nói với cả nhà đó. Họ lột sao lột hay thiệt luôn á. Mà dừa này nạo ra đó. Phải dừa này nạo ra là phải dừa già mới nạo được cả nhà. Đây là đường phố. Đẹp quá. Đường phố ở Malacca.
cả nhà đi ở đây lại khu Mã Lưu Chè này á, ở Malacca là phải đi giấc tối mới đẹp, giấc sáng không có đẹp bằng đâu nha cả nhà, nhưng mà giấc sáng nắng lắm, phải đi giấc tối mới đẹp chứ đi giấc sáng không có gì, không có gì coi hết á. Mà đi giấc sáng cũng đẹp lắm nha, bạn thử coi. Lần đầu tiên mình đi giấc tối cả nhà. Đường ở đây nó vô cùng thơm thật như khu phố cổ.
cảnh để cho mình chụp hình. Đây, cái bên này là hồi nãy mình đi bên phía kia, bây giờ mình đi phía này đó cả nhà.